Rồi đây là cái trường hợp tắc van này. Thì các bạn sẽ tháo máy ra theo cái hướng dẫn tháo máy ở trên kênh của Quang Vacuum nhé. Thì sau khi mà tháo máy xong thì các bạn sẽ tháo hai con ốc để tháo cái máy bơm này ra. Thì mình sẽ rút cái cáp ra. Các bạn sẽ rút các cái cáp đầu này ra. Và giờ mình sẽ có thể dùng cái máy tăm nước này. Các bạn bơm vào đây. Nếu mà nó còn các cái cặn nó bám ở cái ống dẫn này, thì mình sẽ dùng tay mình bóp để cho cái cặn đến nó rơi ra và nó sẽ đi vào cái đường nước để nó chảy ra. Đây thì như các bạn đang nhìn thấy là cái máy này bị cặn vôi, tức là do khách dùng nước máy và chắc là có dùng nước lau nhà bình thường nó bị tắc hết. Giờ mình sẽ tiến hành thông tắc. Thì các bạn sẽ đưa cái đầu nhỏ vào cái ống cao su này. Và mình sẽ cho nó bơm. Đấy. Mình sẽ cho nó bơm cỡ khoảng, đây các bạn có thể nhìn thấy này, ba đường van nó bắt đầu nó ra đều dần rồi. Đấy. Chúng ta sẽ cho bơm khoảng tầm 1 phút. Thì tất cả những cái đường cặn nó sẽ bị thông được ra hết. Đó. Như vậy là xong. Thì bây giờ các bạn chỉ cần lau khô và gắn lại là xong. Còn đối với con máy này, nhà khách nuôi thú cưng thì mình sẽ tiến hành vệ sinh và bảo dưỡng qua cho khách một chút rồi xong.